black truffle and vitamin C. Xin chia sẻ với các chị em dòng sản phẩm của hãng Truffle xuất xứ Thụy Sĩ, đó là tinh chất Black Truffle với vitamin C. Với chiết xuất từ nấm Truffle, một loại nấm quý hiếm có giá trị như kim cương, nhờ vào sự kết tinh và ngưng tụ các dưỡng chất chứa trong lòng đất như là vitamin, khoáng chất, cung cấp dưỡng ẩm cho da đến từng tế bào của da, vừa bảo vệ, ngăn ngừa lão hóa cho da. Và với thành phần thứ hai là vitamin C, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo collagen, ngăn ngừa khô da, hạn chế tác hại từ tia UV đối với làn da. Và sau đây là cách sử dụng của tinh chất này. Mỗi ngày sau khi rửa mặt sạch, các chị em lấy một giọt vừa đủ thoa đều lên da và massage theo chuyển động tròn để tinh chất nấm kim cương và vitamin C thẩm thấu vào làn da, giúp tăng độ đàn hồi cho da, bớt quầng thâm mắt và chống nhăn dưới mí mắt. Sản phẩm hiện đang có bán tại các chi nhánh Diễm Châu hoặc gọi số 215-755-5100 để tìm hiểu thêm về chi tiết sản phẩm. Bạn luôn quan tâm đến sức khỏe, bạn thích chăm sóc sắc đẹp và muốn mình luôn trẻ đẹp, bạn cần một nơi uy tín, tin cậy để tư vấn sức khỏe và sắc đẹp. Xin chào, bạn đã đến đúng chỗ rồi đấy. Diễm Châu, tư vấn tận tâm và luôn có quà tặng.